Xin chào các bạn. Thì bài học hôm nay thì chúng ta sẽ học cách chuyển hợp âm mi thứ. Học cách chuyển hợp âm trong gam mi thứ. Thì ở đây gam mi thứ chúng ta có bậc 1 là mi thứ. Thì cứ tính theo bậc 1, 4, 5 thì ta sẽ có bậc 4 là la thứ. Và bậc 5 là hợp âm C7. Và trở về bậc 1 mi thứ. Thì song song với lại bậc 1 chính là hợp âm son trưởng. Song song bậc 4 là hợp âm. Và song song với bậc 4 chính là hợp âm đô trưởng. Song song với lại C là hợp âm rê trưởng. Như vậy thì chúng ta sẽ còn bậc 2 là hợp âm pha thăng. Thì gam mi thứ thì chúng ta có pha thăng, cho nên bậc 2 là pha thăng. Pha thăng thứ 7 trừ 5. Thì đây là hợp âm la thứ. Thì hợp âm la thứ các bạn thêm nốt pha thăng vào. Đây chính là hợp âm pha thăng thứ 7 trừ 5. Đây chính là hợp âm pha thăng thứ 7 trừ 5. Nốt la dây 5 các bạn có thể sử dụng. Và nhưng mà nó không có nốt rê dây số 4. Nếu mà các bạn muốn đàn luôn trên cả dây số 4 thì các bạn phải phải bấm la thứ như vậy. Các bạn phải bấm la thứ như vậy và thêm pha thăng vào. Thì một tên gọi khác thì ta có thể gọi là pha thăng thứ 7 trừ 5 là hợp âm la thứ 6. Hợp âm la thứ 6. Nhưng mà do là cái bass thay đổi cho nên khi các bạn bass pha thăng thì ta gọi là pha thăng thứ 7 trừ 5. Các bạn đàn bass la và các bạn thêm pha thăng ở dây số 1 thì đây các bạn gọi là la thứ 6. Thì trường hợp nào chúng ta sẽ dùng pha thăng thứ 7 trừ 5 và trường hợp nào chúng ta sẽ dùng la thứ 6? Pha thăng thứ 7 trừ 5 các bạn sử dụng trước khi chuyển sang hợp âm C7. Pha thăng thứ 7 trừ 5 các bạn sử dụng trước khi chuyển sang hợp âm bậc 5. Ví dụ trong bài lúc bình thường thì các bạn chuyển là các bạn chuyển la thứ 6 và la thứ 6 này có thể sẽ trở về hợp âm mi. Nhưng khi mà các bạn sử dụng hợp âm pha thăng thứ 7 trừ 5 mà các bạn chuyển sang hợp âm mi thì điều đó không hợp lý. Về nguyên tắc hòa âm không hợp lý. Và chắc chắn là nghe không hay bằng từ la thứ 6 các bạn chuyển sang mi. Rồi thì cách chuyển hợp âm một số thế tay chung, đây là hợp âm mi thứ. Khi từ mi thứ các bạn chuyển sang la thứ thì ngón số 2 số 3 các bạn giữ nguyên lại. Để ngón số 2 số 3 các bạn khép vào nhau. Thì khi các bạn di chuyển thành một ngón thì sẽ được hai ngón. Đây là la mi thứ. Các bạn chuyển ngón số 2, ngón số 3 xuống và thêm ngón số 1 vào thì đây là la thứ. Từ la thứ các bạn chuyển sang si thì ở đây chúng ta sẽ có là nốt la, bấm ngón số 3 là nốt chung cho nên nốt la các bạn giữ lại, các bạn giữ lại và thêm nốt si, nốt si vào trước. Từ mi thứ các bạn chuyển sang son thì ngón số 2 nốt si các bạn giữ lại và các bạn thêm nốt son và nốt son, các bạn thêm nốt son và nốt son dây số 1. Thế đây trường hợp các bạn thông thường các bạn bấm hợp âm son này không kêu. Lý do là các bạn cầm cái đàn không đúng tư thế. Nên các bạn, cái khoảng cách của tay các bạn, cái khoảng cách từ tay cho đến cần đàn, nếu khoảng cách thì các bạn cầm xa ra và tay các bạn cầm như vậy thì các bạn sẽ khó bấm. Thì cái khoảng cách này các bạn bấm gần vào một tí, các bạn gần vào thì sẽ dễ bấm hơn. Hợp âm son trưởng theo cách bấm này thì cũng là một sự nan giải cho các bạn mới tập. Mà thông thường thì ai cũng bấm được. Vấn đề chỉ là thời gian thôi. Thì các bạn bấm, khi các bạn bấm hợp âm này thì các bạn lưu ý các ngón tay của mình nó phải thành hình vòng cung. Nhưng khi các bạn bấm mà ngón tay bị như vậy là sai. Và ngón tay các bạn bấm không có lực và theo thời gian thì cũng sẽ không có lực. Và nó nhạc vẫn luôn bị rè. Cho nên là các bạn phải cố gắng bấm làm sao để tay các bạn có một cái hình vòng cung. Các đốt ngón tay đều phải có một cái hình vòng cung đưa ra ngoài. Chứ như vậy là sai. Đây, như vậy là sai.
Rồi ok, mi thứ chuyển xuống la thứ thì ngón 2 3 các bạn di chuyển xuống một dây đàn và thêm ngón 1 vào. Bấm si thì các bạn hợp âm si thứ các bạn giữ ngón số 3 lại và di chuyển. Son. Đô. Các bạn từ son các bạn chuyển đô thì ngón số 3 các bạn di chuyển xuống trước để bấm để đàn nốt đô, ngón số 3 các bạn di chuyển xuống trước để đàn nốt đô. Rê thì rê thì khi đàn áp bê thì không vấn đề, nhưng mà khi khi đô thì khi mà chuyển rê thì các bạn phải phải đàn cùng một lúc, các bạn cố gắng đàn cùng một lúc ha. Nên là nhịp chân xuống các bạn đàn. Mở rộng ra son trưởng. Son. Các bạn chuẩn bị di chuyển ngón tay, di chuyển tay. Trước khi bấm đô thì ngón tay các bạn phải định hình trước. Trước khi bấm phải định hình trước và các bạn bấm cùng một lúc. Các bạn tập tập thật chậm thì có thể các bạn sẽ bấm hụt và sau vài lần hụt hoặc là sau nhiều lần hụt thì các bạn sẽ có một lần các bạn bấm đúng, và khi mà các bạn bấm đúng hợp âm rồi thì các bạn sẽ có cảm giác và cảm giác nó sẽ quen dần. Thân chào các bạn.